Rồi, chào các bạn nha. Nay thả được ba con mà gió hơi yếu. Gió thổi xuống à. Hết gió tục nữa không? Rớt luôn. Gió này carbon bay mới được. Hết chưa? Còn có chút xíu rồi hết luôn ấy. Hết cuộn luôn hả? Uống trà, uống trà đồ dữ hả? Này phải uống rượu với uống trà gì? Hả? Qua đi thành phố. Hả? Qua đi thành phố không thả. Vô lá cây luôn.
Ghê hả? Nếu mà nâng lên đã đầu nhào xuống. Bị la đà luôn. Ba con yếu quá. Điều đáo không chưa quá quái không nói rồi thôi video mình quay đến đây kết thúc nha các bạn. Hôm nay gió có 23 rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Xem mà nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình chứ nha. Hôm nay đất bên này trống trồng bí quyền đám đất này quá rộng, hai mẫu.